tại sao trong cuộc đời này chúng ta không sống vui quý vị? Khổ cũng phải sống mà, vui cũng phải sống, tại sao chúng ta không sống vui? Có cái bà kia mới nói, dạ thưa thầy, con là người dũng mãnh tinh thắng niệm Phật vậy lắm. Con nghĩ về thế giới cực lạc Tây Phương con muốn gì? Thì trong lòng con sống trong cái cuộc đời này, con không có một chút gì mà còn vui vẻ an lạc cho cuộc đời này. Thưa thầy, ơ thầy, vì trong tâm niệm của con chỉ có thế giới cực lạc mà thôi. Nhìn chúng sanh ở cõi Diêm Phù Đề này chấm chấm trong biển cả. Trong lòng của con đau lòng xót dạ, không còn vui gì nữa hết. Mỗi lần con thấy thầy cười con nghĩ, tại sao thầy từ bi như vậy mà thầy cười khi chúng sanh đau khổ? Vậy nó nói, ủa bộ bà ra đây bà chấp vắng tôi hả? Bà ra đây bà la tôi hả? Bà có cách thương chúng sanh cách của bà, tôi có cách thương chúng sanh cái cách của tôi. Bà kêu tất cả những người tu trong cuộc đời này muốn sanh cực lạc, ai cũng nhăn mày nhăn mặt như bà như vậy, thì kêu ai là người dẫn dắt chúng sanh đi về cực lạc hả bà? Quý vị coi, muốn giảng sanh về thế giới cực lạc mà nghĩ tới thế giới cực lạc thì là tiêu cực, là mà gọi là buồn phiền, phiền não gì trong lòng của mình chưa về cực lạc được. Đố mà bà về. Chúng ta là người muốn sanh về thế giới cực lạc thì cỡ nào ở cõi ta bà chúng ta cũng có một chút xíu giống cực lạc. Đi coi, ít gì mình cũng có chút xíu giống cực lạc. Chứ vì niệm Phật muốn sanh cực lạc, mà bây giờ quý vị mà tiêu cực, mà gọi là cái tâm mà muốn về cực lạc mà buồn phiền, sao mà về cực lạc vậy? Mà ai nhìn quý vị mà muốn tu? Ai nhìn quý vị mà muốn tu? Bây giờ mấy bà cụ già trong chùa này mà những đức mà nếu mà mỗi ngày những đức buồn phiền nặng nề mà nuôi với bà, những đức nói mấy bà già bà chết sạch nhất, không có bà già nào sống nổi. Còn mấy cô mình thì mặt mày như con khỉ khô, sao mà coi được như vậy? Quý vị nhớ nghe, Phật pháp rất dễ tu, căn tính nào cũng tu được, chỉ có một loại người mà không tu được là người không tu. Đúng rồi, người không tu làm sao tu được? Nói quỳ dốt. Có cái ông kia, ông nghe nhiều thuyết giảng mà ông ngày nào ông cũng nghe, nhưng mà ổng cứ thường bình luận ngược lại không. Hôm qua ông bình luận ông hỏi, bạch thầy, cho con xin hỏi, thầy có điên không? Bình luận câu dễ thương kia. Nhân đức nói, không có điên, chỉ có khùng thôi. Nghe thấy không? Tại sao mà con người có thể trong hoàn cảnh như vậy mà vẫn vui được? Là vì sao? Vì mình vui. Vậy thôi. Nhân đức thường khuyên quý vị là quý vị thường tích tụ một nguồn năng lượng cực kỳ vui vẻ, giống như một bóng đèn cực kỳ sáng. Thì dù cho bầu trời này có sụp tối đi chăng nữa, thì bóng sáng này thì ánh sáng này dẫn giúp cho quý vị được sáng. Hiểu chưa? Nếu như một con người quý vị mà thường vui, thì dù cho những cái lời nói có làm tổn thương quý vị, nhưng quý vị sẽ không bao giờ bị tổn thất. Nhớ nghe quý vị, có những người trong cuộc đời này người ta đang làm mình tổn thất đấy. Thất là thất thoát, bị mất mát, hiểu chưa? Mà người ta đem những lời kích động mình để làm cho mình bị mất mát phước báo. Mình ngu gì để làm một con người bị mất mát phước báo? Người ta nói mình điên, thì mình hỏi lại mình có điên hay không? Mình trả lời có, thì đúng rồi, người ta nói mình điên là quá đúng rồi, còn cái gì đó quý vị? Hiểu không?
Vì chúng ta còn khùng, còn điên, nên chúng ta mới lủi đầu vô bụng mẹ mà đi đến cái cõi ta bà ngũ trược ác thế này. Nếu như chúng ta khôn ngoan thì đời kiếp trước chúng ta cũng niệm Phật rồi, chúng ta đã đi theo Phật A Di Đà về Cực Lạc rồi, nên chúng ta còn ở đây là còn khùng, còn điên dữ lắm. Hiểu chưa? Nó hỏi mình là thầy có điên hay không? Có điên. Vì tao điên nên tao mới đến cái cõi ta bà ngũ trược ác thế này. Thì ngồi suy nghĩ đi, vì đa phần có người sanh đến cõi ta bà này đa phần khổ nhiều hơn vui. Tại sao chúng ta đi chọn cái chỗ khổ nhiều hơn là vui quý vị? Vì quý vị nghĩ quý vị khôn hả? Bao nhiêu năm của cuộc đời tích lũy của cải vật chất giàu sang phú quý, một hơi thở thở ra không hít vào, không cầm được một cái gì theo. Khi thọ mạng ra đi lại đi vốn tam đồ ác đạo, vì thấy mình có điên hay không quý vị? Rõ ràng không? Đó. Cái giải thích quý vị thấy tuyệt vời chưa? Quá tuyệt vời luôn. Vậy thì bây giờ người ta nhắc mình, người ta hỏi mình có điên hay không, mình nói mình có. Nhưng tao quyết định đời này phải đi về Cực Lạc để trở thành kẻ thật sự không điên. Ai là người mà quyết chí đời này mà về Cực Lạc đâu? Phát tâm nghe quý vị. Mấy vị phát tâm về Cực Lạc mà bây giờ mà đưa tay lên mà không niệm Phật là người này phát tâm giả. Tại vì mình về Cực Lạc được là nhờ mình niệm Phật mà Phật rước mình đi về Cực Lạc. Mà mình nói mình muốn về Cực Lạc mà mình không niệm Phật thì không phải là người muốn về Cực Lạc. Mình bây giờ được cha mẹ mình xin mình ra ngồi ở đây mình tu tập, mà mình tu mà cái mặt mình héo hon như con khỉ khô là mình là một đứa con bất hiếu. Mình tu làm sao mà cái mặt mình bự như cái lù vậy? Bây giờ Nhân Đức hỏi quý vị, nếu như quý vị là người mập mạp tròn trịa, có thịt thà, có dầu, có mỡ, Nhân Đức hỏi quý vị, quý vị cầm bình bát đi xin ăn, quý vị nói bị đói khát, người ta có tin không? Không. Nên đa phần cái dây đóng mà dây nghèo, dây khổ, dây te tua, dây thất nghiệp, đa phần là nó lựa cái dây ốm o gầy mòn, chứ nó không có lựa đứa nào mập mà đóng dây đó chứ. Nên mình ăn chay, mình tu hành, cha mẹ mình thấy mình ở đây tu, mình phải tu làm sao mình an lạc, mình vui vẻ, mình mập mạp, mình có da, có thịt, có mỡ đồ, cái mặt nó to đùng lên như cái lu vậy đó. Hiểu chưa? Chứ mà tu giết và như là cái chung nước vậy đó thì thua luôn. Hiểu không? Tu giết mà héo queo. Chúng ta nghĩ công ơn cha mẹ, chúng ta lúc nào cũng sống vui vẻ an lạc. Vì cha mẹ mình dù ở bất cứ một phương trời nào, dẫn hướng về mong thằng rằng thằng Tèo con mén, không biết nó ở trong chùa nó có vui hay không. Tết nhất mà không thấy nhỏ đó gì già, mấy anh chị em ở phương xa về hết trơn hết trọi rồi, còn có một mét ở trong chùa không biết nhỏ sao ở chồng ơi. Thì những cái đoạn phim quay lên thấy quý vị vui vẻ mặt mày đẹp đẽ, cha mẹ nói rằng tưởng nó ở trong chùa nó khổ đau cái gì đâu, coi lại nó cười ha ha kìa. Thấy chưa? Rồi cha mẹ ngoài đời đủ duyên thì cứ sống ngoài đời. Nếu một ngày nào lỡ cha mẹ tuổi già, hoặc là cha mẹ có những sự cố gì buồn phiền, thì cha mẹ vẫn có nơi gỡ gắm. Có một đứa con ngày xưa đi ở trong chùa tu tập, hiểu không? Bây giờ nếu mà 5-6 đứa con gái mà đi có chồng hết trơn, mà bây giờ cuộc sống bây giờ biết đâu mình không nương được đứa nào sao. Nên có một đứa đi tu là chúng ta có mục tiêu. Vì có khi ngoài đời không được thì chúng ta vô chùa, lâu lâu chúng ta vô chùa cũng gần gũi được mặt tâm linh. Nên những người làm cha làm mẹ mà có con mà đi tu á, điều này là quý báu lắm nghe chưa.
không? Nhưng mà mình tu ở đây thì mình phải an lạc vui vẻ. Vì thấy không? Mình những đức mà cho lên ngồi nghe pháp mà khăn quắn rồi nón đội rồi đồ đạc màu màu lá cà đồ này kia. Tết nhất mình mua cho mấy bả mấy cây son rồi tha cho mấy bả nữa mà. Ta son đồ nữa mà. Thấy chưa? Những đức hỏi quý vị, tu rồi tu chứ thích đẹp không? Thích đẹp không? Ai mà trong cuộc đời này mà không thích đẹp là thằng khùng. Nó thiệt luôn. Không có ai mà không thích đẹp chứ quý vị. Thế giới cực lạc đẹp nên chúng ta mới về cực lạc. Chứ làm có gì gì mà tu giết mà héo hon. Tu mà bèo nheo. Cái thời cuộc này đâu phải là cái thời cuộc ngày xưa tu trong rừng trong rú đâu. Trong rừng trong rú gì người ta tu không có ai hết. Với một nữa là người ta không có lưỡi lam cạo râu nên râu ria ra tùm lum. Người ta không có đầu cắt móng tay nên móng tay ra dài thòn. Người ta không có nồi nấu cơm nên người ta ăn lá cây. Người ta không có nước sạch uống nên ta uống nước này nước nọ. Do người ta thiếu thốn nên người ta phải chịu cảnh khổ đau như vậy. Còn bây giờ mình có cuộc sống thì mình sống cho nó đàng hoàng chứ ai quý vị đi kham khổ. Nhưng mà quý vị cũng đừng nên phí phạm. Nhưng quý vị cũng đừng nên quá bắt ép mình. Lúc xưa những đức mới vô chùa tu thấy con cái ông này. Ông ngồi ông ngủ không. Buổi tối là ông cứ ngồi. Mà chung phòng với những đức. Những đức thì nằm ngủ. Nửa đêm những đức mở mắt ra thấy ông ngồi ông làm nè. Sáng những đức với ổng rảnh ngồi nói chuyện đàm đạo chơi. Những đức nói: này sư huynh, trong thời gian sư huynh tu hành đã đạt được những cảnh giới gì? Sư huynh đừng nên giấu giếm sư đệ nghe chưa. Sư đệ là người mới bước vào đạo nên có những điều không hiểu, mong sư huynh hãy chỉ cho sư đệ. Sư đệ là một giang hồ lãng tử đã gác kiếm rồi sư huynh à, nên hôm nay bước vào cửa đạo mong rằng hứa đức Phật pháp để mà tương lai chứng thành Phật đạo đó sư huynh à. Hỏi điềm sư đệ, chăm chú nhìn sư huynh ngủ, thấy sư huynh ngủ ngồi gục lên là gục xuống. Sư đệ không hiểu cái phương pháp tu này là cái phương pháp tu gì. Trong lòng sư đệ không có dám cười chê sư huynh, nghĩ rằng là sư huynh nó đã luyện được đạt được cái nền công phu gì vô cùng là phi phàm. Sư đệ nghĩ rằng có những người nằm ngủ thì nằm im mà ngủ. Sư đệ rất là không phục sư huynh ngủ mà gục lên gục xuống như thế. Xin sư huynh là chỉ cho sư đệ biết được cái phương pháp này như thế nào. Thì anh nói một câu: điều đó vô cùng là bình thường, nó không có gì là phi phạm cả đâu. Tâm của sư đệ có nhiều dục vọng có thể vàng qua nên dùng cái cách ngủ ngồi để diệt dục mà thôi. Thì coi á, gục lên gục xuống mà diệt đâu không thấy. Vài tháng sau chả đi vô núi luôn, trốn con người luôn quý vị. Cách nay 2 tháng gặp lại ổng, sơ xác mình mẩy ghẻ không, kiến cắn sưng mình mẩy tùm lum tùm la, tới bây giờ vẫn ngủ ngồi. Mà ổng bây giờ bao nhiêu ký phải không? Mới có, còn có 45 ký. Thì lúc đó những đức gặp ổng, những đức nói: đã 10 mấy năm mới gặp lại sư huynh, cho sư đệ hỏi sư huynh công phu như thế nào. Thì ổng nói: sư đệ hãy nhìn sư huynh đi, mình mấy sư huynh đều là kiên căng tập lực.
sư đệ thấy công phu này có cao hay không? Nhưng Đức nói Nam Mô A Di Đà Phật, sư đệ không dám học công phu này rồi đó nha. Quý vị coi, chàng ơi tu gì đâu mà giết sơ sát hết chứ. Cha mẹ mà nhìn như vậy thì quý vị thấy đau lòng không quý vị? Nếu như ngày xưa mà những đức mù quáng mà học theo thì những đức của bây giờ cũng là kiến gián căng tùm lum. Nếu dẫn mấy bà này đi theo thì chắc chắn mấy bà này cũng bị kiến cắn tá lả âm binh, đúng không? Đó, nên quý vị thấy Phật Pháp là gì? Chung đạo, đúng không? Vì thấy những đức trước công chúng chia sẻ Phật Pháp, vì thấy những đức bình tĩnh mà đơn giản mà rất gần gũi, và thêm cái nữa rất tự nhiên quý vị. Quá tự nhiên đúng không? Đó, đây mới gọi là gì? Niệm Phật, Phật gia hộ. Nghe được rõ ràng nghe mà vui vẻ. Như Đức nó bảo đảm có nhiều người đang ngồi ở một phương chờ nào, đang ngồi ở một cái gốc cây, một cái mùng nào đang ngồi và cầm chiếc điện thoại đang nghe và đang cười, mà đang bấm tim đấy quý vị. Có chuyện giỡn đâu nghe. Tại sao? Trong lòng vui quá nên bấm tim chứ sao. Gọi là trao nhau trái ngọt. Quý vị ơi, trong cuộc đời chúng ta thật sự ai cũng sợ trái đắng lắm quý vị, đúng không? Trái ngọt ai cũng thích ăn. Nhưng mà chúng ta muốn cảm giác được trái ngọt thì chúng ta có khi gặp trái đắng chúng ta cũng phải nếm thử. Khi biết được trái đắng thì chúng ta mới cảm giác được trái ngọt, đúng không? Nếu như cuộc đời chúng ta mà không bị gạt thì làm gì có cái chuyện mà chúng ta khôn ngoan được hả quý vị? Đúng không? Nó chính xác không? Giống như những bà đã được đẻ thì mới có cảm giác được cái khổ đau của đẻ. Còn những đứa nó chưa từng đẻ gì thì có nói đi chăng nữa cũng là văn tự mà thôi. Đúng không? Đó, nên nó nói là chưa sanh con làm sao hiểu lòng cha mẹ. Những đức bây giờ nói thêm câu nữa, sanh con rồi cũng quên luôn. Bận quá quý vị ơi. Bây giờ mà ngồi đây để cảm nhận thì mất thời gian và khổ quá. Thôi, chúng ta nên xác thực nhất đi. Đó là có nghĩa là trong cuộc đời chúng ta gặp được Phật Pháp, quý vị nên sống trong mọi hoàn cảnh. Quý vị nên có nụ cười. Và trong cuộc đời chúng ta quý vị phải tin rằng cái số mệnh của chúng ta thành bại đều do có số mệnh. Và chúng ta cũng có thể cải tạo số mệnh lại được nếu như thật sự chúng ta phát tâm thiện. Tất cả những cái ác đến chúng ta là do cái nhân ác chúng ta tạo. Thì bây giờ chúng ta tạo cái thiện lại thì thiện quả sẽ sanh ra. Nên chúng ta có thể cải tạo số mệnh được từ nơi ta mà làm. À, hồi chưa có mấy Phật tử bên Mỹ về gặp những đức. Khi bên kia đi về thì ngồi ở đây khoảng cỡ 50 người. Ngồi ngay cái gốc cây đó 50 người. Khi những đức vừa về tới thì 50 người bao vây những đức. Ẩm những đức liền lên. Kinh khủng thiệt. Nhờ mình có cũng có được một môn võ công để mà gọi là bảo vệ thân mình. Vì biết môn võ công gì không? Bao dây đến gần những đức. Những đức dùng cái môn mà gián lâm thật bất chưởng. Hiểu cái môn võ công đó chưa? Hiểu không? Môn gì? Mấy bà tập trung lại. Những đức chơi một cái tủng gian ra hết, gian đứng xung quanh ra hết. Một môn đó không chịu gục chứ bu lại mà. Mình nói tránh ra. Hỏi cái gì? Tủng. Đứng xung quanh xa xa ra hết. Sợ thấy một thầy này kỳ cục cũng chết luôn. Quá kỳ cục. Đơn giản bình dị, vô duyên mà lại dễ thương. Lạ kỳ, không hiểu nổi luôn.
Có cô Phật tử cô gặp Như Đức, cô nói không biết con thích thầy như thế nào, không diễn đạt được. Như Đức nói hiểu rồi, bà thích những đức gì? Có những lúc những đức quá vô duyên, rồi có những lúc bà thấy những đức nó quá kỳ cục, mà có những lúc bà thấy những đức quá dễ thương, đúng không? Đúng. Giống như thập cẩm quý vị, thập cẩm. Còn nếu như mình đặt để một chỗ nào quá thì người ta sẽ bị dính một chỗ, nên mình mở rộng ra, làm cho người ta quý mến mình mà lại xa mình và cùng nhau tu hành. Cái này quan trọng, rất là quan trọng, thấy không? Nên nhận đức mong quý vị là những con người niệm Phật, mà chữ Phật là chữ giác ngộ. Chúng ta nên sống làm sao cho nó đặc biệt. Dù ông bà cha mẹ người thân mình, có những người đến với cuộc đời này, có những người thì sống thọ, có những người thì sống thời gian ngắn, nhưng quý vị ơi, họ ra đi, họ cũng ra đi rồi. Chúng ta là người còn ở lại, chúng ta phải sống làm sao cho đặc biệt. Nên mỗi lần trong chùa mình có một người mất, qua 49 ngày, gia đình đem hũ cốt đi ra ngoài biển giải, hoặc là ra ngoài con sông rải xuống. Chúng ta hãy nhìn cái tay chúng ta hốt cốt và giải xuống. Chúng ta hãy nhìn con người này của ngày hôm nào đã từng có một gia đình, đã từng lập một gia đình và từng có con cái, và hôm nay chỉ còn có một nắm cho tàn rải theo tứ đại. Còn một ngày nào ta cũng như người này, vì cuộc đời trả lại cho ta cái gì đấy, rồi thân xác này rải xuống biển. Như vậy thì họ sẽ đi về đâu? Họ đang ở đâu? Họ đang còn thấy mình hay không? Cuộc đời con người chết không phải là hết, quý vị ơi. Chết còn sự tái sinh. Như vậy thì chúng ta có làm ăn gì, chúng ta có sống như thế nào, thì chúng ta cũng phải nuôi dưỡng một cái tâm linh về một phương hướng giải thoát. Việc này nó không có phải là mù mờ, nó cũng không phải là tiêu cực, mà nó là một cái góc độ trí tuệ của bậc hướng thượng Đức Thích Ca Mâu Ni đã dạy chúng ta. Đúng quý vị. Chứ bây giờ chúng ta giải hũ cốt người thân, hoặc đem người thân đi chôn đi, chúng ta không có cảm nhận gì, cuộc đời chúng ta cuối cùng cũng đi chôn hoặc là giải hũ cốt. Vậy thì cuộc đời chúng ta thật sự quá vô nghĩa. Tại sao chúng ta không bình tĩnh ngồi suy nghĩ cuộc đời của người đi tìm gì, rồi cuối cùng chúng ta được cái gì trong cuộc đời này? Hãy nhìn từ đời ông bà cha mẹ mình, rồi kiểm nghiệm qua ta, rồi kiểm nghiệm qua ta. Đây mới là góc độ cực kỳ sâu sắc. Nên đôi tay những đứa đã ghim bao nhiêu cái quan tài, từ Tết tới giờ cũng phải 10 cái quan tài rồi. Một Tết vừa ghim cả 10 cái quan tài rồi. Viết mà nhắc nhở mình vì cái vô thường. Nên tại sao những đứa thường sống vui vẻ an lạc, thường sống lạc quan quý vị? Vì không sống lạc quan chứ sống cái gì? Không lẽ sống nặng nề, sống khổ đau? Khổ đau có được gì đâu. Khổ đau cho chúng ta lại sự khổ đau, và trả lại cho người khác sự khổ đau. Những đức hỏi quý vị vui, bị cười lên, quý vị cũng đâu mắc nụ cười. Mà nhiều người nhìn quý vị, người ta cũng cười. Quý vị buồn, quý vị làm cho nhiều người buồn. Quý vị khổ, quý vị làm cho nhiều người khổ. Nên những đức nói rằng, thiện là vui, mà ác là buồn. Người buồn là ác đó quý vị à. Nhớ nghe, buồn dặn người là ác nghe chưa. Đừng nên buồn dặn ai để trong tâm. Có buồn thì buồn, buồn chút hết, buồn chút buông ra. Còn không buông ra thì tiếp tục cứ buồn. Kệ vị thôi. Chừng nào bị buông ra được thì bị khỏe. Tùy à, Phật Pháp rất là tùy duyên quý vị à. Rất là thoải mái. Vị muốn sao cũng được chứ. Vị muốn đi làm ác, vị muốn làm thiện gì, cái chuyện đó của quý vị chọn lựa. Nên chúng ta là người học đạo, cho mình một phương hướng, cho mình một tư tưởng. Lây quay rồi tới lễ viếng Bồ Tát Quán Thế Âm mà nè. 2 ngày, 18 tháng 2, 19 tháng 2, ngày 17 mình đi đi. Nhưng bây giờ chúng ta thêm một ngày nữa là bên chùa Hộ Pháp, là sáng 20, 8 giờ rưỡi có một bài giảng tổng kết những cái điều vi diệu của 2 ngày kia. Khoảng 10 giờ mấy là xong chương trình buổi sáng 20 đó. Tại vì sao? Mấy điểm chùa người ta đều thích chùa Hộ Pháp,
Nếu chùa Hộ Pháp mà không tổ chức gì hết trơn thì cũng buồn. Một số người đi về thì cứ về tì, còn ai qua thì qua đây. Tất cả những Phật tử phương xa người ta được ghé, mình cũng làm tròn trách nhiệm của mình. Nếu không người ta nói muốn qua Hộ Pháp mà thầy đâu có tổ chức gì đâu qua. Bây giờ tôi có tổ chức một buổi pháp giảng và tôi phóng sanh cũng đích thực để một chương trình bên chùa Hộ Pháp. Đó là mình làm tặng đáy lòng rồi đấy quý vị. Trong cuộc đời này chúng ta đến với cõi này, chúng ta nên tặng đáy lòng mình mà sống cho thật là tốt, nhiệt tình hết mình. Mỗi ngày có niềm vui, có nụ cười là hạnh phúc lắm. Nói chuyện mà nút miếng ra một họng. Vì sao? Vì một con người khi nói chuyện mà không có một miếng nước miếng nào mà khô cuốn họng là người này nói chuyện không sanh pháp lạc. Còn có người mà nói chuyện mà an lạc thiện tâm là nước miếng nó tràn ra. Vì nước miếng là nước miếng gì biết không? Là từ những cái loại quá chất tốt đẹp nhất để tiết ra. Bởi vì uống vào để mà nhờ cái nước đó nó chán cơn khổ quý vị lại. Để cho cái thời gian nói chuyện lâu dài mà không bị khan tiếng. Nghe không? Cái tâm mình vì chúng sanh như vậy, Bồ Tát Quán Thế Âm ở một cái cảnh giới nào ngài cầm cái bình dương liễu lấy ra một cái cành cây, ngài nhúng nước cam lồ vũ xuống ngay chỗ mình. Văn tự mà nói đúng là phi phàm quá. Văn mình mà viết mà người ta đọc đến cái chắc thôi tô chén bể tùm lum. Văn người ta đọc thì nghe khóc lóc thê thảm. Còn văn mình mà đọc là tô chén bay vù 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 vù. Nghe gì mà ghê gớm. Bồ Tát Quán Thế Âm mà cầm một cái cây mà nhúng vào nước cam lồ mà gọi là liên xuống gãy xuống, nghe thấy ớn không? Nhưng mà Phật Bồ Tát không có chấp nhất cái lời nói đó. Chỉ cần cái hành động mình làm, cái lời nói mình nói ra, Bồ Tát vẫn biết, Phật biết. Thương mình nên cho mình miếng nước thiệt luôn. Thấy chưa? Tại sao mà nói chuyện mà nói hoài được quý vị? Thấy không? Này Phật Bồ Tát gia hộ. Lây quay nói chuyện hồi nãy tới giờ thôi quý vị coi, cũng gần cả tiếng đồng hồ dẫn đầu. Thì thấy không? Mà đâu phải nói chuyện một tiếng đồng hồ mà đơn giản. Có những người ta lên đây ta gặn từng chữ từng câu để hết giờ. Còn mình bây giờ mình gặn một tiếng đồng hồ mà nó không cho nghỉ. Ý là thèm nói với quý vị. Thấy không? Thiết pháp mà thèn thiết pháp là gọi là người này sanh trong pháp vị. Còn thiết pháp mà cảm thấy ngao ngán thiết là người này là người là giống như nghĩ từng câu từng lời ý của mình mà làm nó nặng nề. Còn cái này nó tuôn ra như một dòng suối tuôn ra, nên nói hoài nói cũng không hết, càng nói càng an lạc. Thấy không? Vậy nó mới thấy tự tại chứ. Thấy không? Mà quý vị nghe một đoạn chia sẻ Bộc Pháp, vị thấy vui không? Vui nhiều không? Nhiều đến cỡ nào? Phải nói câu vô lượng. Nhiều vô lượng. Nhiều vô lượng. Hồi chiều nhớ gặp cái cô này bên Mỹ, cô về cô gặp những cô nói một câu này. Thầy biết con học Phật Pháp, biết Phật Pháp thời gian lâu, nhưng mà thầy biết con không có đem Phật Pháp áp dụng vào cuộc sống được, nên nó khổ lắm thầy. Tự nhiên con bấm trên mạng, tự nhiên con thấy cái bài giảng, con thấy gì đâu mà cười quá trời cười. Con bấm vô con coi, bấm vô con coi xong con cười theo luôn. Con cười theo luôn. Tiếp tục con bấm bài khác con coi, cười tiếp tục. Con ghiền quá, con bấm tiếp tục con coi. Coi gần sáng luôn. Cười quá trời cười. Thầy biết rằng từ khi biết thầy, nghe thầy giảng tới bây giờ 5 năm cười quá cười, thầy coi con bữa nay cái mặt bữa nay giống chí bí đao.
hai cà má cho anh bầm chứ, cường giết cà má cho anh bầm. Bị coi quên cái bí đỏ ấy bị, thấy nó tròn do chành bành thấy chưa, cừ với hai cái má sệ của ông Bích. Nên không, những cái bài chia sẻ Phật pháp mình nó mắc cừ quý vị ơi, làm nhiều cái mắc cừ. Không giết rồi những đức nói thôi kệ, mình cũng như là trái cười trái quan hỷ gì đi, người ta coi đến là người ta quan hỷ, người ta cười, làm mắc cừ chứ gì, thấy không? Trong cái cuộc đời này nó buồn khổ quá quý vị ơi. Nếu mà nó buồn khổ hoài, cuộc đời này nó vô nghĩa lắm. Mà con người buồn khổ là nó tiêu cực nha quý vị. Những đức nói cho báo tin cho những cái người mà học dở nhất trong cuộc đời này, chưa chắc quý vị thất bại đâu. Nếu như quý vị mỗi ngày vui vẻ, an lạc, tự tại, quý vị sống mà gọi là ung dung, quý vị sống mà đừng nặng nề, những đức nói bảo đảm quý vị chưa chắc thất bại đâu quý vị. Nên những cái người mà dở, học dở nhất trong cuộc đời này, xấu nhất trong cuộc đời này, bèo nhèo nhất trong cuộc đời này, bị bỏ rơi nhiều nhất trong cuộc đời này, chưa chắc quý vị thất bại đâu. Từ hôm nay như đức chỉ vì một cái phương pháp mà để làm nên sự nghiệp lớn trong cuộc đời, đó là gì? Quý vị hãy cười nhiều lên đi. À, quý vị ơi, con người chúng ta nó bận tâm nặng nề, chúng ta cười không có nổi. Chỉ cần chúng ta nghĩ rằng trong cái cuộc đời này đâu có cái gì đâu mà nặng nề thì quý vị sẽ cười được liền. Bây giờ quý vị coi những đức mà mỗi ngày lo công việc gì mà làm sao cười nổi. Vì mà tại sao những đức cười nổi? Chỉ có đúng cái là những đức nhẹ nhàng thôi. Tại sao những đức nhẹ nhàng? Vì nhẹ nhàng nó sẽ khỏe, nặng nề thì nó sẽ khổ. Những đức hỏi quý vị, giác nặng khỏe hay giác nhẹ khỏe? Vậy thì trong cuộc đời này quý vị hãy nhẹ nhàng mà sống đi. Cái giác của quý vị nặng nề mà đa phần là bị giác gì biết không? Bị giác hư không. Bị giác hư không mà bị lại nặng nề. Chứ thật sự thì cái làm việc á, nó có nặng nề, nó có mệt cỡ nào thì nó trong phút chốc thì nó sẽ nghỉ. Nhưng mà cái nặng nề của chúng ta là cái bận tâm, cái phiền não, cái nhiều thứ mà để trong tâm ta. Nên ta đi giác hư không, mà giác không khí, giác hư không, vậy mà cho nó là nặng nề. Cái nặng nề này là từ đâu? Là nó đánh vào nội tâm mình. Từ cái nội tâm mình nặng nề mà nó sanh ra sự nặng nề trong cuộc đời này. Thật sự thì trong cái cuộc đời này nếu quý vị mà nhẹ nhàng là quý vị sẽ an lạc à. Bây giờ những đức đã làm được cái việc nhẹ nhàng nè. Bao nhiêu công việc mà vẫn nhẹ nhàng, vẫn làm việc ngon lành, quý vị thấy không? Tăng tốc thêm một cái việc làm mà thêm việc quá trời. Là quý vị coi hơn 2 tuần nay những đức tăng tốc công việc. Tự nhiên nổ một cái bùm lên một cái. Buổi sáng đi nấu ăn, cái bùm một cái, chiều đi nấu ăn, quý vị thấy kinh khủng không? Mà sáng chiều là nó giảng pháp. Coi. Sáng chiều giảng pháp, bây giờ đổi lại sáng chiều nấu ăn, mà hai bài pháp vẫn giảng ngon lành luôn, mà giảng hay nữa. Quý vị ơi, lúc trước tới giờ nhà đức giảng pháp thường ngồi trên cái mục giảng đúng không? Bây giờ nhà đức tính ra cái mục giảng chỉ có ngồi giảng trên chánh điện thôi, còn trong phòng thì chúng ta hãy giảng cho nó tự tại, giảng cho nó sống động, giảng làm sao mà nhào lộn bay nhảy. Vậy thì nó quá đặc biệt quý vị. Chứ mình cứng ngắc làm chi? Tại vì một mình mà mình ngồi trên cái bàn giảng mà đáp y thì nó cứng ngắc rồi quý vị. Tự nhiên qua cái chặng nấu ăn này, những đức giảng thì quý vị biết rất là sống động. Mỗi bài giảng thời gian từ nửa tiếng đổ lại thôi mà nó sống động, nhạy bén, bay lộn, nhảy nhót, giảng kích liệt luôn, thấy không? Mà nghe nó lại hay. Những đức nghe lại nó hay lắm quý vị. Đó, nên cái phòng như đức chuẩn bị dọn cái bàn giảng đi chỗ khác. Giờ nó chặt quá, dọn tranh ảnh bàn giảng đem đi. Giờ giảng quá tự tại rồi, giảng quá tự tại, tại giờ nấu bếp nữa.
mà nấu bếp thêm thì đồ, cái bộ đồ nấu bếp thêm một bộ, một ngày phải bận một bộ, chứ đâu có bận hoài được. Sáng bận phải giữ bộ đồ đó lại, để chiều bận thêm lần nữa, chứ đâu phải bận là giặt liền áo xà bông. Không, áo xà bông sao? Nên bận buổi sáng nấu lúc từ 3 giờ rưỡi xuống bếp, khoảng gần 10 phút nữa 4 giờ nấu. Nấu xong rồi đi tắm thay bộ đồ khác, chứ bộ đồ đó phải dắt lại, đem nhà vệ sinh dắt lại, đóng cửa lại, để trong nhà vệ sinh. Tại vì sao? Nếu như để bên ngoài thì nó hôi cái phòng mình sao? Mồ hôi nó nấu ăn xong nó có mùi quý vị. Mà mình mà để ngoài nó bay ra cái phòng mình ngửi chết mù. Thấy không? Tính thấy không? Chiều bận thêm cái nữa, thơm. Quá thơm luôn. Nó, nên mấy cô nó ngồi kế bên làm nè. Thơm quá trời thơm. Nên quý vị biết rằng khi chúng ta chia sẻ Phật pháp quý vị, là cái cách dẫn dắt, dẫn dắt cái buồn của người ta nó đi ra. Còn nhiều người quý vị biết rằng chia sẻ Phật pháp là lý luận. Cái lý luận đó nó làm cho người ta phải nặng nề thêm. Quý vị đã nặng nề vì chưa cởi mở được thần kinh, quý vị chưa có thoải mái gì chân, là đưa lý luận cho quý vị để suy nghĩ. Bây giờ những đức hỏi quý vị viết một đoạn văn hay quý vị suy nghĩ một cái gì, phải quý vị căng thẳng không? Mà cái cách chia sẻ Phật pháp những đức á, Phật pháp nó không ra Phật pháp, mà cái gì nó cũng ra cái gì, nhưng cuối cùng nó làm cho quý vị vui. Lạ kỳ như vậy, đúng không? Là những đức chứ làm cho quý vị dịu thần kinh lại, nhẹ nhàng lại, vì không cần suy nghĩ, quý vị lại thư giãn được thoải mái. Mà cái người mà thường họ không biết hành trì quý vị, thì họ cho rằng đây là quá bình thường, không có cái gì. Nhưng họ sai lầm hoàn toàn. Đơn giản bình thường mà lo cho 2.000 người, mình có 2-3 người lo còn không xong. Mà tại sao bình thường này mà nó lo cho 2.000 người mà nó ngon lành, mà làm việc cực lực luôn, còn đi nấu ăn cho chùa ăn luôn nữa, còn chạy qua bên kia xử lý vấn đề bên kia. Nhưng hồi trưa chạy qua bên Đại Tùng Lâm, sắp xếp lại cái vị trí chăm bệnh lại luôn, điều chỉnh lại. Chạy qua bên á chùa mới, giải quyết vấn đề một số chuyện bên bệnh. Chạy về bên đây kêu mấy cô nấu một cái nồi chè, cái bữa tối thứ năm ở bên kia đãi 2.000 người ăn. Kỳ này tôi ra tay tôi nấu một nồi chè xịn sò cho mấy người ăn. Rồi tối thứ sáu vớt thêm một nồi chè xịn sò nữa. Thấy? Đơn giản bình dị mà làm ra chuyện. Mà người ta thì người ta nghĩ là ô cái gì ta có dính dáng tới mình đâu. Người ta không biết những việc này là việc dính dáng của mình, việc của họ mà họ cũng không biết luôn nữa. Tại vì sao? Những điều những đức đó là những điều nhân sinh trong cuộc đời, những việc mà nó dẫn dắt nỗi buồn quý vị đi ra khỏi tâm quý vị. Những đức dùng cái mồi mà thật sự quá đơn giản để mà dẫn dụ mấy cái thằng buồn ở trong tâm quý vị ra. Vì không biết hả? Cái cách chia sẻ Phật pháp này là số 1 luôn á, cho quý vị biết á. Đó. Họ không biết quý vị. Tại vì sao họ không biết? Họ không biết cười là gì. Chúc mừng cho quý vị biết cười. Thật sự luôn á. Không biết cười quý vị. Có nghĩa là họ có đi lông ngông lên ngên rồi đi kiếm này cái kia. Nó như nãy một số người ngồi chưa nóng mông, 3-4 người lạ lạ đứng lên đi ra liền. Họ thấy không có gì mà giống họ chứ. Tại vì thật sự họ không biết cười là gì hết quý vị. Họ đi tìm trái cười quý vị. Họ có đi tìm trái cười, nhưng họ không biết cái trái cười hiện tại đang ở đây. Vì sao? Vì mấy trăm con người này đang cười. Thấy không? Công nhận. Cái câu mà cực kỳ quan trọng hồi nãy nha Đức nói luôn là cái câu gì? Thì ra là con người ta đi tìm lý luận mà để vui. Không có đâu. Vì mình đã không giải tỏ được vấn đề ở xã hội cuộc đời mình, thì làm sao dùng lý luận để dịu thần kinh? Không có lý đó.
Vì thần kinh đang căng thẳng mà dùng lý luận để dịu thần kinh, không có chuyện này đâu. Cái phương pháp mà dịu thần kinh là phương pháp gì? Cái phương pháp không có phương pháp gì hết trơn á. Nó không có phương pháp gì hết trơn thì nó dịu thần kinh. Vì nó không có cái gì là cái gì hết trơn thì nó mới dịu. Tại vì mình quá nhiều cái gì nên mình căng thẳng, nên nó không có cái gì hết trơn. Thì bản thân mình khỏi cần phải suy nghĩ thì dịu thần kinh. Vậy thôi, cực kỳ đơn giản luôn quý vị. Những điều này Nhân Đức nói ra, nếu quý vị mà chân thật hành trì, vị sẽ hiểu nguyên lý này liền, chắc chắn quý vị luôn. Bây giờ Nhân Đức hỏi vị, vị đang làm một bài toán gian dở chưa đáp số, mà quý vị đi lợi chỗ khác, người ta tiếp tục cho vị thêm một bài toán nữa để mà đáp số, quý vị có thấy mệt mỏi không? Nó quá mệt mỏi. Trong khi bài toán này gian dở chưa đáp số được, vậy thì chúng ta phải giúp cho người ta làm sao đừng có nặng nề với bài toán này nữa, để cho người ta có thời gian để thần kinh người ta hồi phục, thì lúc đó người ta mới có đủ khả năng để giải bài toán này đó. Để ý nghe, chen hợp pháp vô rồi đó, để ý đi, thấy không? Nó cái ngày chủ nhật mà tại sao người ta mê vì coi, người ta có thể phá thành đoạt lý, thấy không? Người ta phải đi qua bao nhiêu là chặng đường nguy hiểm của sói lang. Mà người ta tiến găng lại bên cạnh Nhân Đức để ta ngồi người ta nghe pháp, thì biết cái chuyện này nó không đơn giản chút nào, đúng không? Mà tại sao người ta lại làm một cái chuyện phi phàm như vậy, phi thường như vậy, người ta làm mà quanh năm, từng nào người ta cũng đến phải phá thành đoạt lý, người ta phải vượt qua bao nhiêu chặng đường. Từ ở ngoài cái đường mà đi vô trong chánh điện này là quý vị biết bao nhiêu cái sự ngăn chặn chưa? Vậy mà người ta phải lòn lách, người ta tìm cách gì để người ta bay vô đây, ta ngồi trong đây để mà ta nghe pháp, quý vị nghĩ đơn giản à? Đêm hôm mà người ta thức khuya dậy sớm để mà người ta ngồi tại chỗ này, rồi người ta phải chuẩn bị một cái cuộc hành trình của người ta để nghe pháp, nghe kinh khủng chưa? Đó. Tại sao người ta muốn làm điều đó? Vì sao? Vui, đúng rồi. Vui, đúng rồi. Đó. Nên Nhân Đức nói cho vị nghe là nếu chúng ta là những con người có cái tâm trạng này thì chúng ta sẽ hiểu liền rồi quý vị à. Nên rõ ràng khó thể nào mà đi tìm đâu được cái chỗ mà cùng tần số như vậy. Thật sự mà nói, chúng ta là những con người đã nhắm mũi tên thì nhắm mục tiêu của mũi tên. Cái này là quá tuyệt. Khó tìm đâu ra mà người cầm tên lên mà chỉ có mục tiêu mà bắn. Có những nơi người ta cầm tên lên là ta bắn tá lả am binh, có khi ngược lại chúng mình. Nhưng cái này, cái đoàn thể này, quý vị biết, vừa dương tên lên là nhắm ngay Trang Nghiêm Tịnh Độ mà bắn. Đặc biệt chưa? Quá đặc biệt. Là mục tiêu của mình là đời này phải niệm Phật vãng sanh. Quê hương chúng ta là ở đâu? Đúng rồi. Cha làm chúng ta là ở đâu? Đúng rồi. Mẹ hiền chúng ta là ai? Thuộc bài rồi đó, đặc biệt rồi đó. Đã là quê hương mình là ở Tây Phương Cực Lạc, cha lành mình là A Di Đà Phật, mẹ hiền mình là Bồ Tát Quán Thế Âm, vì cái gì chúng ta ở cõi đời này, thấy không? Cái gì ở cõi đời này mà chúng ta còn nặng nề nữa hả quý vị? Chúng ta hãy ví dụ đi. Tại vì sao? Bồ Tát Quán Thế Âm là một người trượng phu, nhưng mà thị hiện một người nữ. Ý là gì? Ý là gì? Ý là muốn nói lên người mẹ trong cái cõi đời này lúc nào cũng thương con, chiều chuộng con và dễ tha thứ cho con, khoan dung cho con. Dù con có hư hỏng cỡ nào, mẹ vẫn âm thầm lấy một miếng bánh giấu đưa cho con. Và đa phần người con trong cuộc đời này là tình thương dành cho mẹ nhiều hơn cho cha. Nên Bồ Tát Quán Thế Âm, ngài mới thể hiện cái tướng người phụ nữ, đó là cái tướng thương yêu, từ bi, gần gũi cũng như người mẹ hiền.
Nên Ngài dùng thiện xảo phương tiện, dùng đa dạng hết trơn. Ai mà té xuống sông thì niệm danh hiệu Ngài, Ngài kéo lên. Ngài rất là kiên nhẫn. Tiếp tục nó ngồi trên mé sông, Bồ Tát Quán Thế Âm nói rằng: con bò vô xích bên trong một chút đi con, chứ mày ngồi ở đây chút sóng vỗ văng mày xuống sông nữa bây giờ. Mình là những đứa con lì lợm, mình nói rằng không, tôi đã leo lên đây ngồi rồi, tôi không sợ sóng gió nữa. Cuối cùng giông bão sóng dập vô kéo mình gớt xuống sông, mình niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, Ngài nắm đầu mình kéo lên. Chưa? Quá từ bi không? Xong nói: ta đã nói với con rồi, ở đây nó sẽ có sóng gió ba đào, ngồi đây sẽ bị trôi ra ngoài nữa. Mà mày không tin tao, mày đã gớt hai lần mày chưa sợ sao? Nó không. Mình lì lợm bởi vì mình quá gan dạ kiên cường mà. Mình tiếp tục mình ngồi ngay mấy sông mình hút gió chứ. Bồ Tát Quan Âm nói: con bò vô trong. Nói mày gớt thêm một lần nữa mày chết một. Gớt thêm một lần nữa coi chừng cá sấu ăn mày. Tiếp tục sống ập vào kéo nó ra. Lúc này nó ngại ngùng, nó không muốn niệm Bồ Tát Quán Thế Âm nữa. Nhưng nó thấy một con cá sấu sau lưng bò tới, sắp sửa chụp cổ nó ăn thịt. Nó niệm: mẹ Quán Thế Âm Bồ Tát à. Bồ Tát Quán Thế Âm nắm lỗ mũi nó liền vô bờ. Dùng thần lực chưởng cá sấu chạy mất tiêu. Vì tụng trong kinh Phổ Môn có phải không? Khi niệm Bồ Tát Quán Thế Âm thì cọp sói, mãng xà, cá sấu, cá mập chạy mất dép. Giảng cái này mới ghê nè, mới sống động nè. Như người ta đọc văn kinh ngu ngủ gục chết mồ chứ, còn tôi là tôi giảng sống động. Tôi giống như là xâm nhập vào cái cảnh giới của Bồ Tát Quán Thế Âm để hình thành ra một cái bài giảng mà sống động vô cùng, giống như một chúng sanh đang té đó, tôi dùng thần lực của tôi chụp chúng sanh đem vô đây, dẫn dắt họ, và tôi cầm cái quạt ma tiêu quạt nó bay từ biển Thái Bình Dương bay về chùa Hữu Quán. Ghê chưa? Hồi nãy cái bà bên Mỹ mới nói: con nói thiệt với thầy, khi mà thầy cầm cái quạt mà thầy quạt cái bữa chủ nhật con đối với thầy, con nghe một cái là con đau lòng xót dạ. Ôi trời, xin ngực ngồi. Ai người ta cũng cười vậy bà sao lòng xót dạ là cái gì? Nó xúc động. Vậy mà thầy quạt con, vậy mà con giờ con bay về đây. Thấy chưa? Cái quạt này không đơn giản nha quý vị. Tôi báo tin cho quý vị biết nha. Cái tâm huyết tôi đặt vô cái quạt này dữ lắm. Tôi để cái hình ở trong đây là cái gì biết không? Thôi không nói tới đây, đoạn này không nói. Khi ai mà có cái quạt này nhớ kỹ nghe chưa? Nghe không? Vì mà gặp bất cứ một cái sự cố gì trong cuộc đời thì cầm cái quạt lên nghe chưa? Nhớ nghe. Vì mà gặp sói lang vậy đó, mãnh hổ vậy đó, trộm cướp đưa cái quạt ra. Đưa cái quạt nghe không? Bị niệm lên liền. Đưa cái quạt nghe. Tiếp theo một câu thần chú: A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Thằng ăn trộm chạy mất dép. Đây gọi là món quà bình an đó quý vị ơi. Và mỗi lần ai buồn, buồn nghe, cầm cái quạt lên mình nhìn vô cái quạt. Nhớ nghe, nhắc nhớ nghe, cái này là vui mà thiệt á. Nhìn vô cái quạt mình làm nè. Mình làm đi, làm gì đi. Tức khắc những nỗi buồn trong lòng tan biến hết luôn. Ồ. Quá đặc biệt mà. Thì nhớ cái đề học bữa nay nha.
Thiện là vui mà ác là buồn. Giảng đúng đề thôi chứ, nhớ không? Mong quý vị mỗi một buổi chia sẻ Bạo Pháp quý vị nghe, vì có được sự an lạc. Mà sự an lạc này là một cái năng lượng tích trữ mỗi một con người. Những đức là một cái bình to, những đức chiên năng lượng cho mấy cái bình nhỏ khác. Mỗi người tích được năng lượng nghe, là ai cũng vui vẻ an lạc. Những đức nói cái hội chúng của mình nghe, quay phim lên rồi nhìn thấy công nhận, không thể nào nghĩ bàn được. Cười lên vị ơi. Ha ha ha. Ha ha ha. Ha ha ha. He he he. Mong rằng ai cũng có niềm vui nghe quý vị. Và tín nguyện niệm Phật khi bỏ báo thân này, chúng ta đều hẹn gặp ở thế giới Cực Lạc quý vị ơi. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Nguyện đời này con về Cực Lạc gặp nhau nghe. A Di Đà Phật. Chúc quý vị an lạc quý vị ơi. Rồi chúng ta hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.